trung tâm điện tử Anh Phương xin gửi lời chào thân thương tới tất cả các bác. Hiện tại thì anh Phương đang có mặt tại thành phố Hoa Phường Đỏ thân yêu để phối ghép một dàn karaoke cực kỳ đẹp. Phải nói rằng là bộ dàn máy cực kỳ trông sắc nét. Một con đẩy AP 4 kênh, với 4 kênh này công suất của nó đạt 920W một kênh, được kết hợp với một con vang số A6 với lại một bộ quản lý nguồn và một bộ mic bayer vị tím, được setup với nhiều chế độ HK khác nhau. Chúng ta sẽ có một bộ dàn đầy đủ các tính năng. Hát Echo Reverb là chế độ số 1, chúng ta có thể dùng điều khiển để chuyển sang chế độ số 2 là chế độ Echo, và chế độ số 3 là chế độ Reverb. Chế độ số 6 là chế độ nghe nhạc chuyên sâu. Hiện tại thì anh Phương đang để chế độ nghe nhạc để các bác cùng ngắm nhìn và cùng thưởng thức chất âm của bộ dàn máy này, với một đôi loa bát kép 525, hai bát neo 40 và một chép neo trông nên kệ đã xinh xắn rồi. Đấy, các bác nhìn loa rất đẹp. Và bên dưới anh Phương đang phối ghép thêm một quả súp Mỹ nữa là quả súp 218 JBL. Nó sẽ bổ sung toàn bộ cái giải trầm ấm và mềm mại của dàn máy. Tất cả được setup chuyên nghiệp, đo đạc kỹ càng tại nhà. Bởi vì là như anh Phương đã trao đổi với các bác, ngoài cái chuyện các bác mua được loa zin xịn của Mỹ, loa đẹp để trưng bày, chúng ta còn cần phải có kỹ thuật setup chuẩn chỉ, đo đạc chi tiết theo đúng không gian phòng của mình. Đấy, thường là anh em bán hàng là đôi khi là trốn cái việc đó là tư vấn lắp ghép tại nhà, bởi vì là thực ra là đi lại nó chi phí rất là lớn, cái thứ hai là nó cũng rất mất công. Nhưng mà riêng anh Phương thì quan điểm khác hoàn toàn. Với bán kính rơi vào tầm khoảng 150 km quay đầu, thì nếu như các bác mua cả bộ dàn máy hoặc là có nhu cầu cần kỹ thuật setup, anh Phương sẽ bố trí thợ để chúng ta cùng trải nghiệm, cùng setup một cách chi tiết bộ dàn máy, để cho các bác bỏ ra một cái số tiền em nghĩ rằng nó không nhỏ thì có một bộ dàn karaoke hay và chuyên nghiệp. Và sau đây mời các bác cùng lắng nghe thưởng thức một đoạn ca khúc do Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.